lộ. Hãy dành những tràng pháo tay để cùng chào đón diễn viên Anh Đức, diễn viên Sầu Anh Thư và diễn viên Anh Phạm, diễn viên Lý Hồng Mạnh Quỳnh và diễn viên Quốc Khánh, diễn viên Khả Như, diễn viên Nguyễn Ân, diễn viên Tuấn Trần Phương Anh Đào, đạo diễn Nghệ sĩ Trấn Thành. Chúng ta đang cùng đến với buổi công chiếu bộ phim đang được trong đại nhất mùa Tết này, bộ phim Mai. Xin chào đón mọi người ạ. Xin cho phép Trấn Thành đại diện cho tất cả những người thực hiện Mai gửi đến quý vị khán giả, tất cả anh chị em đồng nghiệp, quý nhà báo, một lần chào Trấn Thành. Anh cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy thực sự là biết ơn. Cảm ơn mọi người đã đến đây vì Mai. Đây là một cái dự án thứ ba mà Trấn Thành làm đạo diễn. Hy vọng là tất cả những gì mà Trấn Thành đã ấp ủ trong hơn 2 năm qua sẽ được gói gọn trong 2 tiếng đồng hồ của buổi xem phim ngày hôm nay. Tại vì cũng rất là hồi hộp. Đây là bộ phim đầu tiên mà cũng trước khi ra đạp cũng chưa được có xem. Em vẫn chưa tin là ngày hôm nay mình sẽ ngồi đây và giới thiệu bộ phim đến với tất cả các quý vị khán giả. Đó là cho em cảm thấy rất là xúc động. Rồi giơ quà lên nha. Chúc mừng mọi người giơ quà chụp hình nha. Chào tất cả các anh chị. Cảm ơn. Và nếu như mọi người anh chị em là thương cảm thấy bộ phim mà chạm được cái cảm xúc của mình, mọi người thích bộ phim thì có thể viết vài dòng trên Facebook ủng hộ cho Trấn Thành. Hả? Làm nước xa. 37 tuổi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Chúc mọi người một đêm ngon nhất. I love you. Một bộ phim mà anh cảm thấy rất là hay. Đây là một phim mà anh cảm thấy rất là hay, rất là xúc động. Thực sự bây giờ Ngọc Thanh Tâm còn rất là xúc động. Nói chung là tốn cũng một mớ thân giấy đó các bạn ạ. Anh Thành dẫn mình từ cảm xúc này cho tặng cảm xúc khác, lấy được cái nước mắt của mình tận 2 lần. Một cái câu chuyện được anh đạo diễn Trấn Thành kể rất là đẹp. Trấn Thành làm phim thì Lê Giang rất là hiểu, nó dẫn từng cái cho nên mình thấy nó rất là lôi cuốn. Bộ phim này thật sự là rất rất đỉnh và có những cái góc quay cực kỳ đẹp và cực kỳ là cảm xúc. Bị cuốn hút bởi cái sự hài hước của anh Tuấn Trần, nội tâm sâu sắc khi diễn xuất của chị Phương Anh Đào. Là không có gì để chê, chị Phương Anh Đào quá đẹp, diễn quá hay, anh Tuấn Trần diễn cũng quá hay luôn. Hồi nãy giờ là tụi Phương đang rủ nhau làm kèo đi đánh Khả Như, để vì nhân vật của chị Khả Như là như Phương cảm thấy rất ấn tượng, rất là đời. Nhưng nghĩ rằng đây bộ phim rất là phù hợp, những người lớn người ta cũng coi được và những bạn trẻ cũng coi được. Nét diễn rất là khác biệt và em nghĩ là đây sẽ là một bộ phim rất là thành công cho tất cả các diễn viên ở trong phim. Ngoài những câu hài hước, em thấy là nói câu nào hài là khán giả đều vỗ tay, và trong đó nó có những cái thông điệp mà nó rất là sâu sắc, mà nhiều khi sau khi mình nghe xong câu đó xong mình phải ngồi mình ngẫm lại tí xíu bắt đầu mình mới nghiệm ra. Đây là một bộ phim đáng để xem vào dịp Tết 2024 này. Mọi người ơi, mùng 1 Tết 2024, mùng 1 Tết nha, mọi người sẽ ra rạp và ủng hộ cho phim Mai. Vào mùng 1 Tết âm lịch năm 2024 này, bộ phim Mai sẽ được chính thức công chiếu. Mọi người hãy nhớ ra rạp xem phim sẽ được chiếu vào ngày mùng 1 Tết. Mọi người ơi, coi đi, tụi em dễ thương lắm, nhớ coi nha.